Chính phủ Singapore hôm nay cho biết tin tặc đã xâm nhập nền tảng thứ ba Ezenetic và đánh cắp dữ liệu của khoảng 128.000 khách hàng của 12 tổ chức tín dụng hợp pháp tại nước này. Các dữ liệu chứa thông tin định danh cá nhân của khách hàng đã bị đánh cắp. Các tổ chức tín dụng và Ezenetic đã trình báo sự việc với cảnh sát cùng các cơ quan chức năng liên quan. Các tổ chức tín dụng cũng gửi thông báo khuyến nghị khách hàng cảnh giác trước các nguy cơ lừa đảo. Cùng ngày, Bộ Tư pháp Singapore cho biết đang phối hợp với Cơ quan An ninh mạng Singapore và Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của nước này để điều tra vụ việc.